Sáng nay 27 tháng 12 năm 2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Long An tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo tại hội nghị. Năm 2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh luôn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ hội viên chấp hành mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, điều lệ hội. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã liên kết đào tạo nghề, tạo việc làm cho trên 2.800 lao động nữ ở nhiều ngành nghề, tạo điều kiện về vốn vay cho 340 tổ phụ nữ liên kết sản xuất kinh doanh do phụ nữ làm chủ, quản lý cơ sở. Từ nguồn vốn vay quỹ thác của Ngân hàng Chính sách Xã hội, trong năm 2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong tỉnh triển khai 1.365 tỷ đồng cho gần 62.000 hộ gia đình vay vốn sản xuất nông nghiệp, kinh doanh tiểu thương. Các cấp hội vận động xây dựng trên 100 công trình mang tên hội như xây cầu, nâng cấp các tuyến đường liên xóm, trồng cây xanh, bảo quản tuyến đường xanh sạch đẹp, thắp sáng đường giao thông nông thôn, thực hiện cột cờ đúng quy cách, vận động hiến đất, giải phóng mặt bằng. Ngoài ra, các cấp hội duy trì vận động thực hiện công tác từ thiện xã hội, xây dựng mái ấm tình thương, tặng quà bộ đội, gia đình chính sách với tổng trị giá trên 5 tỷ đồng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Tấn Hòa chỉ đạo trong năm 2020, ngoài các nhiệm vụ thường xuyên trong công tác hội, Hội Phụ nữ tỉnh cần bám sát chủ đề an toàn cho phụ nữ trẻ em, tăng cường bảo vệ trẻ em tại gia đình, học đường và xã hội, ngăn chặn phòng ngừa bạo lực đối với phụ nữ trẻ em, lưu ý nâng cao ý thức, kiến thức của phụ nữ về an toàn thực phẩm, tham gia bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu, tạo mọi điều kiện để chị em phụ nữ phát huy kỹ năng, năng lực trong học tập, lao động và tích cực tham gia công tác xã hội tại địa phương.